Quýnh nhà xin mến chào quý cô bác anh chị em. Lên ở đầu thì cho Quýnh nhà gửi lời chào lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, an nhiên và làm việc thật là hiệu quả. Hôm nay thì Quýnh nhà sẽ kể cho mọi người nghe về một cái câu chuyện và ngỡ chừng như là chỉ có trong câu chuyện của tích thôi. Nhưng mà thật sự ở ngoài đời thật chúng ta lại thấy được một hình ảnh của một người phụ nữ rất là dễ thương, rất là dễ mến và lan tỏa cái sự yêu thương đến cho tất cả mọi người. cô ấy không ai xa lạ, đó chính là của ca sĩ là cái người mà đã từng giúp đỡ cho rất là nhiều người và có một cái tấm lòng bồ tát từ bi. Bởi vì cô ấy là người con của Phật, cô ấy thụ hưởng những cái tinh hoa, những cái điều gì đó của Phật, cho nên cô ấy không bao giờ cau nệ, không bao giờ sân si và không bao giờ biết đến là mình giúp người ta mình phải lấy lại cái ơn cái nghĩa vâng những điều này thì bao lâu nay chúng ta cũng đã biết chứ không cần gì đến ngày hôm nay khi mà cuốn nhà lên tiếng cuốn nhà nói ra thì mọi người mới biết được những điều đó và thật sự luôn khi mà một người mà đã không còn tình còn nghĩa đến cái phút cuối rồi đến cái phút được gọi là phút 89 rồi nhưng buộc lòng là phải buông tay bởi vì sao bất lực quá bởi vậy nên ta nói á cuộc đời mà mọi người mình thương người ta mình lo cho người ta mình quan tâm đến người ta nhưng người ta lại phớt lờ đi những cái tình thương đó của mình và dè chừng giống như là người ta đang lợi dụng vào chính bản thân của mình thì đó mới là một cái nỗi đau mà không thể nào mà nguôi ngoai được và cố ca sĩ cũng vậy thôi cô ấy nghĩ rất là đơn giản mình giúp cho con của mình đi tại vì dù gì đi chăng nữa con mình nó gọi mình một tiếng mẹ tiếng mẹ đó nó thiêng liêng vô bờ bến đối với cô ấy cái nghĩa tử là nghĩa tặng cô ấy thương là cô ấy thương cho trót cô ấy thương là thương từ con cho đến cả cha lẫn mẹ của người ta rất là nhiều fan ở phía bên em cờ có lên tiếng nói rằng là em cờ im lặng có nghĩa rằng Em cờ lần cái người biết điều em cờ là cái người mà sống trọn tình trọn nghĩa đối với cố ca sĩ nhưng thật ra không phải đâu ạ à. tại vì họ có mục đích sẵn rồi và cái mục đích này đã bị bại lộ và được người khác biết rất là nhiều trong cái câu chuyện này nên buộc lòng cờ không dám lên tiếng bởi vì sao lên tiếng rồi thì người khác sẽ nói rõ cái sự thật ra rồi lúc đó ai sẽ là cái người mắc mặt đương nhiên rằng là cờ rồi nên cờ đâu dám lên tiếng nói ra thì sợ tất cả mọi người biết rõ về cái câu chuyện trong chính gia đình của cờ cha mẹ của cờ như thế nào cô giáo của cờ như thế nào chị ruột của cờ ra làm sao nên đâu có dám nói nói thì sợ người khác sẽ tung ra những cái bằng chứng chất cớ tại vì người ta có mà nhưng người ta im lặng bởi vì người ta thương cho cô ca sĩ người ta sợ cô ấy buồn đó là một trong những cái lý do và cái nguyên nhân vì sao và tại sao cờ đến hiện tại bây giờ không dám lên tiếng chứ thật ra là nó muốn quay về nó nói người này người kia lắm rồi nhưng nó không dám bởi vì người ta có nhiều dẫn chứng và chứng cớ quá vâng nói đến đây thôi thì chúng ta nhớ lại cách đây không bao lâu cả có hai người trong đó có cờ và fan của cờ được cơ quan chức năng người ta mời lên làm việc và sau đó thì sao cái người mà lên để mà có thể bảo lãnh cho hai cái người đó về không ai xa lạ đâu đó chính là cái người mà hai cái người đó từng đi nói xấu từng bêu réo thế này thế kia từng nói không đúng sự thật đối với cố ca sĩ thì cô ấy làm như vậy được bởi vì cô ấy thương thương cho cờ chứ còn đối với người dân nước lã người ta không có tình có nghĩa không có cái tình cảm nào đối với cờ không có một cái gì được gọi là tình nghĩa mẹ con ở đây á thầy ôi trời ơi con làm cái gì kệ con con là cái người mà hả gieo rắc ra cái sự oan khúc như thế này thì bây giờ con phải là cái người tự gỡ con lên trên đó con ngồi con uống nước trà thì con phải biết đường con đi về Cũng giống như cái lúc mà con lên tiếng Con nói mẹ như thế này thế kia Thì con phải biết được cái hậu quả của nó là như thế nào Nhưng Ai lại là cái người van xin ỉ ôi thế này thế kia Mẹ lên mẹ vớt con về với Đó mọi người thấy không Cái nghĩa tình của người ta dành cho cờ Nó cao và nó thiêng liêng lắm Nhưng mà em ấy lại không biết nắm giữ Không biết giữ trọn cái tình nghĩa đó rồi bây giờ đi trách khứ ai? Đi trách khứ ai ở đây? Trong khi đó, cái lúc mà cô ca sĩ nằm xuống á Đáng lẽ ra Tất cả các con của cô ấy sẽ tụ hộp về Thiên Ngân Nhớ cái lúc đó là em ấy nói là có khi là em ấy không về được Nhưng cuối cùng Bằng mọi giá, bằng mọi cách Em ấy cũng quay về để em ấy gặp mẹ em ấy Vậy mà em cờ thì sao? Bề ngoài thì nói rằng là mẹ ơi con thương mẹ con yêu mẹ thế này thế kia nhưng thật chất bên trong lại là một cái câu chuyện khác công nhận là cái em này em diễn hai thật sự luôn diễn từ trên sân khấu diễn tới ngoài đời thật diễn hai nuột nà đến cái mức độ mà người ta ngỡ ngàng khi cái sự việc này nó vỡ lẽ đến như ngày hôm nay và các bạn biết là cờ diễn như vậy là nhờ có công lao của ai không nhờ có công lao của cô giáo cái người mà đã dạy cờ từ năm lớp 4, lớp 5 gì đấy cái người mà bày vẽ vẽ đường cho hưu chạy vẽ đường cho ba mẹ của cờ chạy vẽ đường để cho cờ lên nói rằng là mục đích để con giữ thi cái cuộc thi idol này năm 2016 ấy là vì con mến mộ cố ca sĩ để lay động cái lòng trắc ẩn của cô ấy để lay động cái sự yêu thương của cô ấy. Rồi cô ấy mới nhận em ấy làm con nuôi. Vâng, đó là từ đầu đến cuối là người ta vào trong nhà của cô ca sĩ là đã có mục đích từ trước rồi. Người ta đã vẽ sẵn một cái kịch bản rồi, người ta chỉ lên trên sân khấu và diễn theo cái kịch bản đó thôi. Những giọt nước mắt rơi là lấy đi những cái cảm xúc của tất cả mọi người trong cái kháng trường ngày hôm đó Cũng giống như lấy đi cái tấm lòng, cái sự từ bi của cố ca sĩ Và cô ấy đã nhận êm ấy không một chút do dự nào Cái nghĩa tình như vậy, một cái người mà đầy cái sự yêu thương như vậy Cô ấy là một người đi làm tự thiện từ xưa đến nay rồi Nên rằng là cái sự từ bi trắc ẩn trong người cô ấy nó dâng trào thì chúng ta cũng hiểu rất là rõ vì sao ngày hôm đó cô ấy lại rơi nước mắt? Vì sao hôm đó cô ấy lại đến để có thể nhận cờ làm con nuôi của mình? Thì mọi người đã hiểu rồi đó. Trong tất cả mọi sự việc thì chỉ có cố ca sĩ là cái người mà bị người khác lừa lọc thôi Bởi vì cô ấy không bao giờ cô ấy về chừng Bởi vì cô ấy nghĩ rằng là trời ơi cái cảm giác thật Cái cảm xúc thật ngày hôm đó của em Đó hoàn toàn là những cái điều tự nhiên thôi nhưng đâu có biết được rằng là cái sự đó được gọi là một cái kịch bản dựng sẵn của cô giáo cờ rồi người ta ở trong nhà của họ làm ăn như thế nào ra làm sao làm sao rồi cái cách mà họ đi show diễn thế này thế nọ nó ra làm sao rồi chưa kể rằng là mình bút show nó như thế nào rồi quản lý à, ca sĩ là như thế nào để cho cô giáo này mai mốt nữa cô làm quản lý cho cờ đó, mục đích của họ là dạy tại vì người ta nghĩ rất là đơn giản làm quản lý dễ có tiền quá mà bút sâu thế này thế kia về kiếm chắc à trên cái thực lực của cờ như vậy đó dễ quá trời tiền tỷ không người ta nghĩ đơn giản như vậy nhưng người ta đâu có biết được rằng là giờ có quản lý của cố ca sĩ cũng giống như là bản thân của cô ấy đã giúp cho cờ có như ngày hôm nay và cờ không phải là đứa con ngoan trò giỏi giống như là cái hình thức bề ngoài mà tất cả mọi người biết Mọi người biết sao không? Cờ ở nhà mê game lắm Cờ không có chịu luyện thanh đâu Cờ nghĩ rằng là cờ là siêu sao, siêu năng lực rồi Cờ đâu có cần làm bất cứ một cái điều gì cả Còn Quỳnh Trang á, mọi người biết sao không? Em ấy cố gắng, em ấy nỗ lực từng ngày, từng giờ để em ấy luyện thanh, luyện giọng nhận sâu bút sâu thế này thế kia rồi mẹ của quỳnh trang á lại là cái người mà cũng hiểu biết cũng điềm đạm cũng có chữ có nghĩa cô ấy tự bút sâu cô ấy tự làm tất tần tật mọi thứ cho con của mình và nhờ có mẹ nuôi của mình là cố ca sĩ nữa nên em ấy có được một cái bếp đệm để có thể là bước trên sân khấu một cách dễ dàng còn đối với cờ thì cờ ganh tị với em Quỳnh Trang. Cờ nghĩ rằng là cờ là một siêu năng lực rồi. Cờ cần một cái người được gọi là quản lý giống như là cô giáo của cờ. Và cái mục đích chính sau này là để cho cô giáo của cờ bút sâu nhận sâu cho cờ. Bây giờ tất cả mọi cái hoạt động của cờ là điều nắm trong cái lòng bàn tay của cô giáo cờ. Cho nên mọi người biết á, từ đầu đến cuối cái câu chuyện là cờ đều nghe theo lời của cô giáo cờ cả ngay kể cả trong cái ngày tang lễ của cố ca sĩ á cờ cũng đâu có đến và trong đêm hôm đó một phút 30 giây cờ nhận được tiền là cờ dọn thẳng biến ra khỏi nhà của cố ca sĩ liền bởi vì sao thực hiện được mục đích rồi người ta nghĩ đơn giản rằng là cái số tiền đó nó to quá nhưng người ta đâu có nghĩ được rằng là cố ca sĩ đã từng nghĩ đến cái mục đích của cô ấy là sẽ mua cho cờ một cái căn nhà căn nhà ở Sài Gòn thì nó không hề rẻ đâu nha mọi người đó cờ ơi bây giờ mà nghe được những cái lời này thì em có thấy là tham là thâm không thấy khi mà mình đã tham một cái gì đó mà mình không nghĩ đến cái hậu quả thì sẽ đánh đổ đi hết tất cả mọi thứ luôn video của quý nhà thì đến đây là kết thúc nha mọi người ơi cảm ơn mọi người đã luôn lắng nghe cái video của quý nhà nếu thích cái video của quý nhà thì các bạn có thể like ra, subscribe để ủng hộ cho cái kênh của quý nhà nhé. Mến chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo ạ. À. Chào tạm biệt ạ. À.